Rồi. Nổi, đây là cây nổi, cây mắt nai nhá. Cây mắt nai này không phải nổi nữa, mà nó là cây một kích thước. Kích thước để là ra hoa. Xem đúng hoa hay không. Giờ lên đây. Lên đây được cả mấy cái kỳ cạnh luôn thì nó cũng ra hoa luôn. Cảm ơn các bạn. Bởi vì nó cũng nở hoa đúng nên là mình cũng rất là vui. Còn thì có thể là do đôi khi là cây nó còn nhỏ ấy thì mình không để nuôi tự nhiên được. Khi mà nuôi tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng cây nhỏ mình nuôi nó nở ói nên là nó ra đúng bông là mình rất là vui. Thì các anh chị ví dụ có chia sẻ mua bán chia sẻ cái này thì cũng yên tâm, bởi vì nó đúng cái chuẩn của mắt nó rồi, không nhầm được nữa. Mặt mũi hình dạng là nhìn chung tương đối đúng 89%. Vì em nhìn cái bộ form này nó cũng là một cái có thể nhận ra được, có những sắc tố của cây đấy, có sắc tố là mình có thể nhận ra được. Đôi khi nó không phải là cứ phải nở chuẩn cái bông hoa gốc của nó. Còn khi mà các anh chị mà kích hoa ấy, với những cái dòng hồng chỉ cần nó ra đúng hồng là được. Chứ còn thì như năm cái trắng thì nó phải ra đúng cái mắt, mắt mũi màu chuẩn thì mới đúng cây. Cái cây này thì nó ra với cái bộ cánh là 5 cánh thôi, lưỡi thì bị tật này, lưỡi bị tật nhưng em vẫn có thể nhận ra nó là cây gì và như nào. Bởi nó nở như này là mình có thể biết được là nó là cây nọ cây kia. Nhưng nếu mà nó chưa nở ấy, thì nó sẽ là một điều rất khó. Nhưng khi nó nở rồi này thì là mình biết được. Thì anh chị xem và cùng ngắm cái bộ thân lá của nó. Cái thân lá của thằng này nó có một cái điều kiện rất là dễ, rất là dễ nói. Đó chính là cái lá này này. Đây này, thân lá này rất là nhỏ thưa, rất nhỏ rất thưa. Đây thân bé tí, lá thưa nhá, lá nhỏ nhá, dòng bên trong nhá. Thân lá nó hơi có đốt cái khắc ở thân già này, anh chị nhìn rõ này. Anh chị nhìn đi nhá. Đây này. Nó bé đây nhá, to đây nhá. Bé dưới to trên. Như có đốt xương gà hay được đuối ếch ấy, đấy, kiểu vậy. Nó hơi nhỏ ở dưới này xong lại to phình, nhỏ ở đây xong lại to phình trên này. Nhỏ ở đây lại to phình ở đây. Nhỏ ở đây to phình ở đây. Nó cứ to lên kiểu đấy, bởi vì càng lên trên là càng to. Anh chị nhìn cái thân này anh chị cũng cảm nhận được điều đó này. Đây này. Chỗ này to này, lại nhỏ lên xong lại to lên đây. Xong lại nhỏ lại to lên. Đấy là kiểu thân của nó. Kiểu thân của cái cây mắt nai nó như vậy. Thì anh chị nhìn cái thân lá của nó này. Đấy. Đây ra là một cái kỳ rất là to ở trên đỉnh em nó ra dễ và em bán rồi. Thì cái thân lá nó xanh sạch. Thân nó rất là nhỏ. Thân nó đường kính nó khoảng tầm 0.3. Ở trên này thì nó khoảng tầm 0.5. Nuôi to nhất có thể sẽ là một có thể là 1 cm, em đã từng nhìn thấy. Còn những cây to hơn thì em không biết. Lá cái này nó cũng nhỏ thôi nhá. Bản thân cái lá của nó là cái dòng lá nhỏ, nó cây miền trong nên là lá rất là bé. Mà lá bé thì thường thì cái cây miền trong nó như vậy chứ nó không giống như cây bắc thì nó phải có bộ thân lá rất to. Hòa Bình, Sơn La hay là Thái Nguyên, Tuyên Quang gì đấy nó thân lá nó rất là bự. Chứ không như cây này. Cái này thân lá nó nhỏ và đốt, nó có đốt kiểu của nó thì rất là dễ nhận ra, nó nhỏ to nhỏ to nhỏ to nhỏ to từ gốc lên. Thân hơi zig zag anh chị nhá, thân hơi zig zag nở hoa. Đây là kích hoa này, tháng 6 đang nở hoa, kích tháng 6 cái mắt nai. Thì anh chị xem và có thể là mình có thể nói là một trong những cây mà mình cũng chơi được, rất là đẹp, giá thành vừa phải, đủ cũng là trong khả năng chi trả của mọi người vẫn có thể là chi trả được để những cái cây này. Đây em giới thiệu qua về cái cây mắt nai thôi, bởi vì nó nở ói nên nó không đẹp lắm nên em không muốn giới thiệu sâu hay là nguồn gốc như nào. Thì em chỉ giữ để tư liệu để khi mà em bán cái cây này hay là như nào đó thì là có cái hình hoa ở đây là nó nở ói ra đây rồi. Thì đây là mọi người cùng nhìn. Còn thì chỉ mọi người có thể tìm thông tin ở tất cả các trang mạng khác, tất cả những cái video về cái cây này này. Thì nó rất là một cây rất đẹp.
Nhưng mà vì là có thể là do là người ta không làm video hay các thứ thì em cũng chưa nắm được. Nhưng mà cái cây này nhà em thì mỗi năm thì là nó nở, nhưng mà bây giờ thì nó gọi là nở ói, bởi cây to em không còn, chỉ còn cây bé thôi. Cây bé thì cái cây bé này thì nó nở hoa thì nó không nở được. Thế nên năm đợt vừa rồi em phải tiêm vào đây, tiêm vào thân nó, tiêm vào giữa thân để cho nó vừa ra hoa vừa ra ki. Đây em cũng mọi người thấy ki trên rất to đúng không ạ? Ki trên bây giờ phải tầm 15 xăng rồi. Em bán cho người ta lúc có 10 xăng ấy mà người ta bảo cứ gửi đấy đến khi nào lấy thì lấy. Thế nên là cái cây thì anh em gửi thì em thì cũng rất là vô tư thoải mái thôi. Anh em mua thì cứ gửi đây, khi nào nó to lấy về hay như nào được. Đại loại là thời gian vài hôm nữa là em sẽ cắt ra em trồng. Em còn làm nốt cái đoạn ở dưới để cho nó nhân giống được nhiều, chia sẻ mọi người cùng chơi. Thì khi mà cái cây này thì nó cũng không phải là có ít ở trên thị trường, nó có rất là nhiều. Nhưng mà cái mấu chốt em muốn nói đến đây đó chính là cái cây nó đã nở hoa rồi. Thì nó hoa như này thì là mình biết được rằng là cái cây này nó là cây nào, hoa ra làm sao để mọi người cũng biết và nhận diện về nó thôi. Chứ còn em thì chẳng quan trọng đâu. Em muốn làm với cái tư liệu này để mọi người khi mà các anh chị đi mua cây của người ta nhá. Có những cái thân lá như này. Đây em nói về thân lá luôn này. Thân lá như này. Đây, thân hơi dính rắc nhá. Khúc khuỷu dính rắc. Và ở dưới nó nhỏ, trên đoạn đốt này là to này. Đây nhỏ này, đây to này. Kiểu như vậy. Nó rất là giống cái cây này. Thân lá xanh sạch. Xanh vàng. Thực ra thì nó nếu nhìn chi tiết rất là rõ ấy, thì mọi người có thể thấy ở đây nó hơi có một góc. Cái góc này. Đây này, cái góc này. Cái góc này. Đây góc dưới này. Đấy, nó hơi có một chút gọi là phẩy. Nhưng có thể là phẩy xanh đậm hay là phẩy tím. Thì cái này thì em thì bản thân em thì em nhìn thì nó vẫn có hơi có một chút gọi là phẩy màu nâu nâu hoặc là cái màu gì đó, nhưng mà em không biết được. Màu nâu màu xanh sẫm. Nhưng mà thực ra ở trên đỉnh cổ lá của nó thì không có gì. Nó chỉ là những cái lá già thôi. Lá non nó không có gì các bác nhá. Lá non nó không hề có cái gì luôn. Đấy chỉ là lá già nó mới có thôi. Còn lá non đây như cái lá này thì nó không có một chút nào cả. Chỉ có lá già thôi. Đấy. Thì em giới thiệu và chủ yếu là em làm tư liệu để sơ qua về một cái cây. Để sau này các bác đi mua, các bác mà có mua của ai đi chăng nữa, có mua của bất kỳ ai mà có cái cây năm cái trắng mắt này thì các bác có thể search trên web của em, trên cái trang Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, để các bác nhìn cái cây mắt này của các bác xem là nó có thân lá nó có giống cái này không, hoa nó nở nó có giống không hay là như nào. Đây là nở bói nhá, không phải nở bói, nở kích thuốc. Thân lá nó có giống này không? Đây em lại quay về thân lá tiếp để mọi người cùng nhìn tiếp. Đấy, nhìn tổng thể thân lá như này nhá. Đây là ngọn nhá. Các bác nhá. Đấy. Mỗi năm nó nở nhiều nhưng mà năm nay thì em cây to để nở thì em không còn để bán hết gì vào năm. Thế đợt vừa rồi em lại kích hoa cây này thì nó lại có hoa. Thì cứ lúc nào có hoa cây nào thì em sẽ làm tư liệu với cây đấy. Để mọi người cùng xem và mọi người cùng nhìn về nó, nhìn nhận về một cái cây. Để mọi người cùng biết đến về cái cây như cái cây này là cây năm cái trắng mắt này các bác nhé. Đấy thì anh chị có thể xem và có thể nghiên cứu về những cái giống lan rất là đẹp như thế này, sưu tầm một cái ki hoặc là cái mà nó có thể là mình nuôi được thôi, cứ nuôi được đến đâu là mình sưu tầm đến đấy chứ chẳng quan trọng gì cả. Đây là bộ thân lá các bác nhé, các bác để ý bộ thân lá nhá, hoa nhá, nở tháng 7, hiện giờ em đang nở là ngày 4 tháng 7 ra. Mùng 6 tháng 7. Mấy hôm nay là em cũng hơi bận nên là không thể để ý được thời gian hay bao nhiêu đâu. Nhưng ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7, lịch dương. Các bác nhá. Thì hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Em sẽ giới thiệu một số những cây nào mà nở hoa nhà em. Thì em sẽ quay video để các bác cùng thưởng lãm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Xin chào các bác.